Xin chào các bạn, rất vui các bạn trở lại kênh YouTube này. Hôm nay mình lại tiếp tục một cái series về hướng dẫn các bạn chia sẻ về OBS. Khi mà chúng ta sử dụng cái phần mềm OBS đấy, chúng ta tải về trên cái Win của các bạn là Win 32 bit thì nó bị lỗi. Các bạn không hiểu tại sao mà nó bị lỗi thế và làm sao để chúng ta có thể sửa được. Thì mình sẽ đính chính lại luôn. Thứ nhất là cái phiên bản Windows Win 32 bit là chỉ dành cho những cái công việc đơn giản thôi. Chúng ta nên nâng cấp cái Win của chúng ta lên phiên bản 64 bit để phù hợp với các công việc nó phức tạp hơn. Giả sử sử dụng Camtasia này, nó chỉ có chạy trên Win 64 bit thôi, hoặc là cả kể cả OBS nó sẽ hỗ trợ được rất là nhiều, sửa rất là nhiều lỗi khi mà chúng ta đang sử dụng Win 64 bit đó. Thì để chúng ta có thể nâng cấp được cái phiên bản Windows của bạn lên á, thì các bạn có thể nâng cấp bằng cách các bạn lên Google, các bạn điền cho mình là nâng Win 7 lên 64 bit. Đó, ở trên này có rất là nhiều các cái trang web để hướng dẫn các bạn cách nâng cấp cái Win của chúng ta lên phiên bản 64 bit. Đó, có rất là nhiều trang web, các bạn có thể lên đây tham khảo, mình sẽ không hướng dẫn thêm, nó mất nhiều thời gian. Kể cả Win 10 thế, Win 10 và hai lên 64 bit, rất là nhiều các trang web luôn. Đó, trong cái trường hợp các bạn không muốn nâng cấp cái phiên bản Windows thì chúng ta có sự lựa chọn thứ hai, đó là sửa lỗi. Để sửa lỗi được thì chúng ta cần phải vào Google, các bạn điền cho mình là sửa lỗi cài đặt lên phần mềm. Kiến thức này, hoặc là bên dưới này có giả sử cái trang web này, thì khi mà các bạn vào trang web này thì các bạn sẽ có thể tải được những cái chương trình hỗ trợ các bạn sửa cái lỗi ở trên OBS, kể cả tất cả các phần mềm khác các bạn chỉ cần tải một lần, sau đó các bạn dùng các phần mềm khác nó không còn bị lỗi nữa. Phần mềm đầu tiên là phần DirectX, phần mềm thứ hai là Net Framework, phần mềm thứ ba là Visual CC cộng cộng, PyCX này, GrepHop. Đấy, thì ở đây có 8 cái này, thì chúng ta tải cả 8 cái này về nhé. Ở đây có đều có link để tải hết rồi, các bạn chỉ cần vào đây các bạn tải về thôi. Các bạn đọc chú thích cho mình nhé. Phiên bản net đã bao gồm net 2.0, 3.0 ở phiên bản trên nếu có, net 3.0 không cần phải download phiên bản nữa nhé. Đó, ở trên này các bạn cứ tải cho mình phiên bản 5 với phiên bản net net 4.5 nhé, để cho nó từ phiên bản 3.5 thì nó sẽ hỗ trợ hai phiên bản dưới này, còn net 4.5 thì nó sẽ hỗ trợ phiên bản kể 3.5 luôn, hoặc là hỗ trợ phiên bản 4.0 nữa cho máy chúng ta nó đầy đủ, kể cả Visual CC cộng cộng đấy. Các bạn tải cho mình tốt nhất là các bạn nên tải 2005 một cái này, với 2010 một cái này, với lại Visual CC GUI đây nữa nhé. Các bạn tải thêm cái phiên bản này, còn phiên bản 2008 thì các bạn bỏ đi. Đó, thì các bạn tải về rồi nó sẽ hỗ trợ các bạn cài đặt lại OBS, nó không còn bị lỗi nữa. Ok, thì video mình chia sẻ đây thôi. Đó, thì các bạn hãy ấn nút like, đăng ký kênh và xem những video hữu ích tiếp theo về phần mềm OBS nhé. Rồi, xin chào lại các bạn trong các clip sau.